Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, chiều nay, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tổ chức dâng hoa dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia Cây Đa và Đền La Tiến ở xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Tham dự lễ dâng hoa dâng hương có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành địa phương trong tỉnh. Đoàn bày tỏ lòng thành kính trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước của ta đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Tại đây, từ năm 1949 đến năm 1954, thực dân Pháp đã tổ chức nhiều cuộc càn quét vô cùng tàn bạo. Người dân La Tiến phải đối mặt trực tiếp với quân thù, chịu đựng biết bao đau thương tổn thất. Thực dân Pháp và bè lũ tay sai đã giết hại trên 1.100 cán bộ chiến sĩ và đồng bào ta. Ngày nay, nơi đây trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ về sau này, để nhắc nhở mỗi chúng ta luôn khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã ngã xuống.